Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập Tập 339 tịnh không lão pháp sư chuyển ngữ chân ngộ biên tập dương cư sĩ thời gian ngày ba tháng tám năm hai nghìn địa điểm tịnh tông học hội singapore mời quý vị mở kinh bắt đầu xem bài kệ thứ năm Phần khẩn Na-la-dung Ngã quán như lai tự tài lực Giai do giảng tích sở tu hành Đại bi cứu vật linh thanh tịnh Thử bảo thù dương năng ngộ nhập Đây là Bồ Tát Bảo Thụ Quang Minh Trong phần văn trường hàng chúng ta thấy Pháp môn của Ngài tu học là Đại Bi An Lập Nhất Thiết Chúng Sanh Linh Giác Ngộ Sở Duyên Ngay từ chỗ này tu hành chứng quả kệ tụng là bài tán tụng của ngài cũng là bài báo cáo tâm đắc tu học của ngài chúng ta đọc được chỗ này cần phải biết học tập như thế nào câu đầu tiên bồ tát quan sát sức thần thông tự tại của chư phật như lai thực sự đức phật đầy đủ trí tuệ viên mãn thần thông phải nói như thế nào Thông là thông đạt Đối với đạo lý vũ trụ nhân sinh đã thông đạt Lý sự thông đạt Nghiệp nhân quả báo đều thông đạt Cho nên ngày mới được đại tự tại Quay lại nhìn phàm phu chúng ta Đối với trường tướng vũ trụ nhân sanh mê mờ Không thông đạt Sau khi mê mờ Chạy theo vọng tưởng Phân biệt chấp trước của mình Để nhìn sự việc Để xử lý những sự việc này Từ đó chướng ngại chồng chất có chướng ngại thì không được tự tại đức phật làm tấm gương thị hiện cho chúng ta để chúng ta quan sát sau khi chúng ta thấy phải học tập theo ngài vì sao ngài có trí tuệ viên mãn đức năng viên mãn như thế trong kinh đức phật thường nói đức tướng đức là năng lực tướng là tướng hảo tướng hảo thực sự do trí tuệ đức năng biến hiện ra ở trung quốc xem tướng đoán số mạng đều nói tướng chuyển theo tâm tâm này đầy đủ trí tuệ đầy đủ đức năng tướng này đương nhiên rất đẹp chắc chắn điều đó không những tướng đẹp tướng đẹp này là chánh báo trang nghiêm hoàn cảnh đời sống của quý vị nhất định rất tốt hoàn cảnh cuộc sống là y báo đức phật nói y báo chuyển theo chánh báo y báo chính là phong thủy của người trung quốc chúng ta nói phong thủy tùy theo tâm con người mà chuyển vì thế người xem phong thủy nói hai câu quý vị nghiền ngẫm tỉ mỉ nó rất có ý nghĩa hai câu này phải nghiền ngẫm thật thấu đáo quý vị không cần mời họ xem phong thủy quý vị phải nghiền ngẫm nó thật thông suốt người phước ở đất phước đất phước người phước ở hay nói cách khác đất phước chính là phong thủy tốt phong thủy tốt người nào ở người có phước ở quý vị tu phước chỉ cần quý vị tu phước thành tựu chỗ đất quý vị ở liền biến thành tốt nếu quý vị không có phước báo đó là mảnh đất phước quý vị ở đó phong thủy của mảnh đất đó từ từ biến thành xấu Phong thủy không phải không biến đổi Ngày ngày đều biến đổi Dạng vật ở thế gian biến đổi Trong từng sát na Nhân tố đầu tiên của sự biến đổi này là gì? Là tâm niệm của chúng sanh Trái đất của chúng ta hiện nay không tốt Có rất nhiều người nói Trái đất bị bệnh Môi trường sinh thái tự nhiên toàn bộ bị phá hoại Ai phá hoại? Con người phá hoại Con người vì tự tư tự lợi Không thường tiếc tàn phá môi trường tự nhiên Khiến cho chúng sanh trên toàn thế giới phải chịu khốn khổ Chúng ta nói thiên tai nhân quả Nhân quả là chỉ cho chiến tranh Thiên tai là môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên biến hoài Nhà khoa học ngày nay nói với chúng ta Nam Cực Cách Úc Châu một vùng lớn Diện tích lớn gần bằng châu Âu Tầng ozone bị phá hoại tầng ozone đối với trái đất rất quan trọng nó hấp thu ti tử ngoại nếu tầng ozone bị phá hoại ti tử ngoại chiếu trực tiếp vào cơ thể chúng ta rất dễ bị bệnh ung thư da vì thế chúng ta ở úc châu Thấy người Úc Châu bị bệnh ung thư già rất nhiều Đây là do không cẩn thận Để bị lộ dưới ánh nắng Hiện nay chúng ta thấy một số học sinh ở Úc Châu mặc áo tay dài Không những đội mũ Phía sau mũ giống như mũ lính ngày xưa của Nhật Bản Ngay cả dùng cổ toàn bộ đều che kín Sợ ánh nắng chiếu vào Những điều này đều do con người phá hoại. Y bảo, chánh báo không hoài lệ Bồ Tát ở chỗ này dạy chúng ta Kỳ thật Bồ Tát ở trong đây Vì mà Bồ Tát này thị hiện là thần chúng thần Na La Dương Đây là thiên thần bác bộ Khẩn Na La Dương Cùng với Càng Thác Bà Dương Hai vị này Đều là nhạc thần Là đội trưởng của đội nhạc Ở Đao Lợi Thiên Dương Dương là đội trưởng của đội nhạc đều do chư Phật như Lai Quá Thân Họ không phải thật sự quỷ thần Thật sự quỷ thần thì làm gì có trí tuệ lớn như vậy Vì thế Trong kinh Phật thường nói Những chúng sanh này đáng dùng thân nào để độ Ngài liền hiện thân ấy Đáng dùng thân khẩn na La dương để độ Phật Bồ Tát liền hiện khẩn na La dương Chúng ta phải thể hội được sự thật này Hiểu rõ đạo lý này Biết rõ trong các tôn giáo thế gian Và suốt thế gian Vị thần thánh họ sùng kính Đều là Phật Bồ Tát quá hiện Là quá thân của Phật Bồ Tát Phật là ai? Phật không phải một con người Ngày nay chúng ta học Phật Điều khó khăn nhất là chấp tướng Nói đến Phật Quý vị liền nghĩ đến tượng Phật Thế là sai lầm Trong kinh Đức Phật từng nói với chúng ta Phật không có hình tướng không hình tướng mới hiện được tất cả tướng có hình tướng thì không được không thể biến thành tướng thứ hai không tướng mới hiện được tất cả tướng không làm mới làm tất cả Vì thế điều đầu tiên Phật dạy chúng ta phải lì tướng Lì tất cả tướng Tức tất, tất cả Pháp Điều này nói trong Kinh Lăng Nghiêm Cho nên Đức Phật có thể tùy theo mỗi loài mà hóa thân Có thể tùy căn cơ mà thuyết Pháp Tùy căn cơ là hiện nay chúng ta cần gì Ngài dạy cho chúng ta điều đó Chúng ta không cần tuyệt đối ngài không nói nói rồi chúng ta không sử dụng chúng ta không được lợi ích giáo dục của phật pháp rất hiện thực dạy chúng ta sống thế nào cho tốt làm sao phát triển sự nghiệp của quý vị dạy quý vị làm đạt được đệ nhất trong phật pháp không có đệ nhị bất luận quý vị làm nghề nghiệp gì ngành này của quý vị là số một đây là điều chúng ta có thể tin tưởng các ngài có trí tuệ các ngài có thần thông thần là thần kỳ khôn lường phàm phu chúng ta không tưởng tượng được trí tuệ ấy của các ngài năng lực ấy của các ngài thọ dụng của các ngài Đây gọi là thần thông Cũng chính điều ở đây nói tự tại lực Được đại tự tại Điều đó từ đâu đến Câu thứ hai liền nói Giai do giảng tích sở tu hành Trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp đều tu hành sửa đổi tất cả việc làm sai lầm của mình ngày nay chúng ta thường gọi thuật ngữ cải tiến cải là gì sửa đổi lỗi lầm sửa đổi lỗi lầm quý vị mới tiến bộ thuật ngữ này trong xã hội ngày nay rất phổ biến tu hành chính là ý nghĩa cải tiến Sửa đổi lỗi lầm của chúng ta Quý vị nhất định sẽ thăng qua Lỗi lầm của chúng ta rất nhiều Chính mình không biết được Đại Thánh Đại Hiền ở thế gian và suốt thế gian những điều các ngài dạy cho chúng ta trên thực tế chính là lời nói việc làm đối nhân xử thế trong cuộc sống của mình các học trò ghi chép lại là làm thành quỷ phạm trong sinh hoạt trong nhà Phật gọi là giới luật Trong nhà Nho gọi là lễ Cho nên lễ và giới luật Không phải con người chế định Mà là việc làm trong đời sống của Thánh Hiền Nó vốn là như vậy Học trò ghi chép lại để cho chúng ta làm tham khảo Cuộc sống các ngày bình thường Cuộc sống của chúng ta không bình thường Tư tưởng của các ngài đúng đắn Tư tưởng của chúng ta sai lầm Lời nói của các ngài chuẩn xác Lời nói của chúng ta cũng sai lầm Mọi chỗ đều học tập theo ngài Đây gọi là học Phật Phật, Phật là người thật sự cứu cánh viên mãn, tìm không thấy khuyết điểm, bất luận ở phương diện nào đều tìm không thấy khuyết điểm, là một người rất hoàn mỹ. Trong kinh Phật thường ví dụ, mật phật như trăng tròn. Đây là sự miêu tả Trăng tròn là ánh trăng của ngày rằm Quý vị đừng y theo văn để hiểu nghĩa Y theo văn để hiểu nghĩa Thế quý vị sẽ lắc đầu Khuôn mặt của Phật tròn Giống như dần trăng có gì đẹp đâu Thế quý vị sai lầm Tròn là không có khuyết điểm Là miêu tả nét đẹp này Viên mãn là không có khuyết điểm Trong kinh Đức Phật thường tán tán 32 tướng tốt, 80 nét đẹp Người thế gian chúng ta cho rằng đó là đẹp Thế nên Đức Phật thể hiện toàn bộ cho chúng ta thấy Nhưng trong kinh điển Đối với chư Phật như là hay trong nhất chân Pháp giới Sự tán thán ấy là phật có vô lượng tướng tướng có vô lượng nét đẹp chúng ta không thể tưởng tượng được chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh cuộc sống hiện tại còn lên cao hơn chúng ta không biết Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta Mình nhất định phải biết sự sai lầm của mình Nhà Phật thường nói Khai ngộ Cái gì gọi là khai ngộ Rất ít người biết được Có một năm Tôi giảng kinh ở Los Angeles Nghe nói ở Los Angeles có năm người thanh niên khai ngộ Là những vị lạc ma tái sanh ở Tây Tạng thọ ký cho họ Nói năm người này đã khai ngộ Tôi giảng kinh ở trong đó Họ cũng đến nghe Sau khi nghe xong Yêu cầu tôi chứng minh cho họ đã khai ngộ Năm người này đến trước tôi Nói với tôi Tôi lắc đầu, tôi nói: "Quý vị chưa khai ngộ." Họ hỏi: "Vì sao? rin bu che tái sanh đều nói chúng tôi đã khai ngộ, vì sao ngài nói chúng tôi chưa khai ngộ?" Tôi nói: "Tôi chưa khai ngộ, quý vị đến hỏi tôi khai ngộ, nên tôi thấy quý vị chưa khai ngộ." Hiện nay ở xã hội này, việc lừa gạt người rất nhiều. Đã khai ngộ quý vị còn đến hỏi tôi? Trong đầu quý vị còn nghĩ gì khai ngộ Không khai ngộ Quý vị vẫn còn những vọng tưởng này Vẫn còn những phân biệt Chấp trước này Chắc chắn quý vị chưa khai ngộ Người khai ngộ Trong tâm không có tạp niệm Quý vị từ sáng đến tối Nghĩ ngợi lung tung Quý vị làm sao khai ngộ Người khác nói quý vị khai ngộ Rõ ràng gạt quý vị Nghe gạt chứ không nghe khuyên Tôi nói Tôi nói thật với quý vị Tôi không gạt quý vị Quý vị chưa khai ngộ Cái gì gọi là khai ngộ Biết thối xấu của mình gọi là khai ngộ Vì thế quý vị mỗi ngày đều phản tỉnh Mỗi ngày đều kiểm điểm Tìm thối xấu của mình Mỗi ngày quý vị đều giác ngộ Tìm thấy thối xấu của mình Phải sửa đổi nó Đó gọi là tu hành Quý vị không biết kiểm điểm Không biết thối xấu Thế quý vị tu cái gì quý vị cho rằng mọi thứ đều đúng chúng ta đối diện với, với hiện thực quý vị đối với tất cả người tất cả sự tất cả vật quý vị nghĩ có đúng chăng quý vị thấy có đúng chăng quý vị nói có đúng chăng quý vị làm có đúng chăng chính chúng ta không có khả năng phân biệt phải trái không biết đúng hay sai phải dùng lời nói và việc làm của bậc thánh làm tiêu chuẩn so sánh với các ngài phật đối với người với sự với vật ngài nhìn như thế nào ngài nghĩ như thế nào cách nhìn của ta cách nghĩ của ta so với cách nhìn cách nghĩ của, so cách nhìn, cách nghĩ của phật Chúng ta phải khẳng định rằng Đức Phật đúng Nếu cách nhìn cách nghĩ của ta giống với Đức Phật Vậy ta cũng đúng Cách nghĩ cách nhìn của ta không giống với Ngài Phải biết rằng ta sai Không phải Ngài sai Đức Phật dạy chúng ta không được sát sanh Không trộm cướp Không tà dâm Chúng ta phải kiểm điểm chính mình Chúng ta còn sát sanh không? Dù không còn việc làm sát sanh Nhưng còn tâm niệm sát sanh không? Không còn trên hành vi Mà còn tâm niệm cũng không được Còn tâm niệm Quý vị vẫn còn ý nghiệp Sai lầm Quý vị nghĩ sai lầm Sửa đổi sai lầm này Gọi là tu hành à, Khẩu nghiệp Chúng ta có phải còn nói dối Nói lưỡng thiệt không Lưỡng thiệt là thiêu dệt thị phi Ác khẩu là lời nói thô lỗ Nét mặt rất khó coi Tỷ ngữ là dùng lời ngon ngọt Để dối gạt người khác vụ hoặc người khác Đây là sai lầm Đức Phật không như thế Đức Phật dùng lời hòa nhã Từ ái đối với tất cả chúng sanh Trong tâm Có tham sân si Đây là bất tiện Chúng ta khởi tâm động niệm Toàn rơi vào bất tiện Mười điều Đức Phật dạy Là cương lĩnh chung Để chúng ta thường kiểm điểm phản tỉnh Kinh vô lượng thọ của tịnh độ tông rất hay Kinh vô lượng thọ Đối với 10 thiện nghiệp Nói rất tường tận Từ phẩm 33 Đến phẩm 37 Đoạn kinh văn rất dài Hiện nay chúng ta Chọn đoạn kinh văn này làm khóa tụng buổi tối Sau khi tịnh tông học hội thành lập tôi biên tập lại một bản khóa tụng sáng tối bởi vì bản khóa tụng sáng tối của các đại đức thời xưa biên tập hiện nay chúng ta sử dụng thật sự không phù hợp làm theo bản khóa tụng này không đạt được sự lợi ích thực tế cho nên nhất định phải vì chính chúng ta thật sự tu hành sửa đổi để làm người mới chúng tôi biên tập lại một bản khóa tụng sáng tối tinh thần khóa tụng sáng tối cần phải hiểu khóa tụng buổi sáng là thức tỉnh chính mình Tiếp nhận lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát Hy vọng ngày hôm nay từ sáng đến tối không trái phạm Tức tỉnh chính mình Không phải tụng chữ Phật Bồ Tát nghe Thời buổi tối là phản tỉnh Là kiểm điểm Ngày hôm nay có lỗi lầm hay không? Nếu có thì sửa đổi Không thì nên khích lệ Thời khóa sáng tối Quý vị làm như thế Thật sự có công đức Không phải sáng tối tụng một biến kinh Tụng cho Phật Bồ Tát nghe Phật Bồ Tát rất quan hỷ Chính mình đối nhân xử thế Vẫn còn phạm rất nhiều sai lầm Thời khóa sáng tối tụng có lợi ích gì Tôi nói Thời khóa sáng tối làm như thế có tội Tội gì? Tổ bồ tát bằng đất đặt ở đó buổi sáng gạt ngày một lần buổi tối gạt ngày một lần một năm ba sáu mươi lăm ngày mỗi ngày đều gạt quý vị nói xem tâm này quá tàn nhẫn ngay cả tượng bồ tát bằng đất mỗi ngày gạt hai lần thế đương nhiên quý vị gặp bất cứ ai quý vị cũng gạt quý vị làm sao có thể thành tựu được Chính mình mê mờ điên đảo Còn cho rằng mình tu hành rất tốt Thời khóa sáng tối của ta mỗi ngày đều không thiếu Tương lai đọa vào địa ngục vẫn không biết vì sao bị đọa Quan niệm thời khóa sáng tối làm sai Thời khóa sáng tối không phải tùng chư Phật Bồ Tát nghe Cúng dường tượng Phật Bồ Tát là tưởng niệm Ngài Phật Bồ Tát làm sao gia hộ cho chúng ta Lời dạy trong kinh điển là gia hộ chúng ta Chúng ta có thể lý giải Có thể y giáo phụng hành Trong nhân lành được quả lành Đây là gia hộ Cho nên những sai lầm trong cuộc sống hàng ngày không thể không sửa đổi mỗi ngày đều sửa đổi mỗi ngày đều tìm ra những sai lầm con người không dễ dàng phát hiện những sai lầm của mình luôn thấy những sai lầm của người khác Thấy lỗi của người khác không có gì là không tốt Đem lỗi lầm của người khác để trong tâm mình Xem thường người khác, phê bình người khác, quỷ bán người khác Thế quý vị tội chồng thêm tội Quý vị sai lầm Nhìn thấy lỗi của người khác có thể chuyển ý niệm trở lại Xem ta có lỗi này không Nếu có Phải nhanh chóng sửa đổi Nếu không có Khích lệ mình đừng phạm sai lầm của họ Đây là việc tốt Cho nên phu tử nói Ba người đang đi Ác có thầy ta Ba người này là bản thân mình Một người thiện và một người ác người thiện là thầy của ta việc làm thiện của họ ta phải noi theo họ người ác cũng là thầy của ta việc làm ác của họ để cho ta phản tỉnh để ta kiểm điểm kiểm điểm chính mình có sai lầm không họ đều là thầy không có ai không phải thầy đều là người có ân phải biết ân và đền ân họ có thể thành bồ tát bồ tát có thể thành phật không có gì khác mỗi ngày đều tu hành hay nói cách khác mỗi ngày sửa đổi việc làm trong cuộc sống của mình đại bi cứu vật linh thanh tịnh câu này ở phần trước là tự hành chính mình sửa đổi những việc làm sai lầm của mình sau đó mới có thể giúp người khác giúp người khác không nhất định phải giảng kinh thuyết pháp giáo dục quý vị đều biết ngoài ngôn giáo ra còn có thân giáo quý vị làm tấm gương tốt khiến người khác luôn nhìn thấy thời gian lâu người nhìn thấy quý vị sẽ giác ngộ người nhìn thấy quý vị không giống nhau mỗi ngày đều thay đổi càng thay đổi càng tốt họ rất ngưỡng mộ tấm gương hiện rõ cho người khác xem trong đó cần phải nhận thấy rõ ràng chúng sanh trong xã hội hiện nay có những sai lầm nghiêm trọng nào chúng ta cần phải giúp họ làm sao giúp họ phải làm từ bản thân mình chúng sanh trong xã hội hiện nay khắp nơi đều tham tiền tài quý vị làm sao dạy họ chúng ta xả bỏ tiền tài chúng ta không cần tiền tài tuyệt đối không tích chứa tiền tài để cho họ thấy họ thấy lâu ngày mà chúng ta vẫn tự tại chúng ta vẫn sống như ngày hạnh phúc từ đó họ sẽ từ từ quay đầu họ hàm sắc chúng ta xa lì tất cả sắc làm cho mọi người thấy mới được Họ tự tư tự lợi Chúng ta phải chí công vô tư Họ có sân nhuế tật đố Chúng ta có quan hỷ tán thán Không những không có tâm tật đố Nhất định phải giúp cho người thành tựu. người khác có gì tốt phải dốc tâm dốc sức giúp họ trợ giúp họ làm cho mọi người thấy đây gọi là đại bi cứu vật chúng ta làm được như thế được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng chân thành từ bi hiện rõ ra bên ngoài cái gì cũng không cần nói thật quý vị sẽ không thiếu bất cứ thứ gì vì sao đây là đạo lý nhân quả tiền cổ từ đâu mà có trong kinh phật thường nói Tiền tài vô bố thí mà có Chúng ta phải hiểu Bố thí tiền tài là nhân Trong đời quá khứ quý vị từng tu nhân này Đây chính là điều trong ngại ngữ nói Số mạng quý vị giàu sang Người xem tướng đoán số mạng nói số mạng quý vị giàu sang số giàu sang quý vị không thể ngồi đó đợi đợi tiền của rớt xuống không có chuyện đó đâu quý vị làm bất cứ nghề gì đều kiếm được tiền Ngày nghề nghiệp của chúng ta làm là duyên nhân thêm duyên quả báo liền hiện tiền tuy có nhân nhưng không có duyên quả báo không thể hiện tiền, thì... ví như quả dưa, nhân của quả dưa là hạt dưa, hạt giống. Nếu hạt giống này không cho duyên, bỏ hạt giống trong ly, bỏ một trăm năm nó cũng không kết thành trái dưa. Nó cần phải có duyên. Duyên là gì? Đất, nước, ánh mặt trời, phân bón. Duyên không giống nhau những thứ duyên rất đầy đủ nó sanh trưởng rất tốt những thứ duyên không đầy đủ mảnh đất này không tốt lắm không có phân bón ánh nắng không đủ nó sanh trưởng không tốt chúng ta làm bất cứ nghề nghiệp gì đều là duyên nhưng quý vị nhất định phải có nhân nếu không có nhân duyên tuy tốt nhưng sẽ không kết quả vì thế quý vị cần phải hiểu đạo lý này đức phật dạy rất hay trong đời quá khứ chúng ta từng tu bố thí tiền tài trong số mạng chúng ta giàu sang có nhân này hiện nay chúng ta làm bất cứ nghề gì chúng ta phải làm duyên tốt cái gì gọi là duyên tốt Chúng ta làm nghề này là lợi ích cho chúng sanh Là lợi ích cho xã hội Nhất quyết không làm tổn hại chúng sanh Hiện nay có rất nhiều ngành nghề làm tổn hại chúng sanh Lừa gạt chúng sanh Dùng rất nhiều đồ giả làm giả mạo làm giả như thật thứ nghiêm trọng nhất là thuốc uống hiện nay có rất nhiều thuốc giả kỳ thật số mạng họ thực sự có tiền của họ hoàn toàn dùng đồ thật nhất định không dùng đồ giả họ vẫn kiếm được rất nhiều tiền dùng đồ giả để lừa gạt người khác vẫn kiếm được nhiều tiền nhưng không thể nhiều hơn cho nên trong liễu phàm tứ quấn nói quân tử vô việc làm quân tử tiểu nhân quan ổn làm tiểu nhân cần gì phải lừa gạt chúng sanh nhất quyết không phải vì lừa gạt chúng sanh quý vị mới phát tài làm gì có chuyện đó điều này nói không tông cho nên duyên của quý vị là thiện vì lợi ích của chúng sanh phước báo sẽ tăng trưởng phước mai sao vô cùng tận Nếu dùng duyên làm tổn người lợi mình Ngược lại làm tổn phước báo của quý vị Tổn phước Đây là sự sai lầm quá lớn Vì sao mọi người làm như thế Vì không hiểu đạo lý nghiệp nhân quả báo Không hiểu rõ chân tướng sự thật Cho nên mới làm việc sai trái Cho rằng tổ người có thể lợi mình Nhưng không ngờ tổ người chính là tổ mình Lợi người mới thực sự lợi mình Đạo lý này Phật Bồ Tát đều biết Bậc Thánh Hiền Người thông đạt họ đều biết chỉ có phàm phu chúng ta không biết Đức Phật giảng kinh thập thiện nghiệp đạo Đều giảng về quả báo thập thiện Không nói đến quả báo thập ác Phân phụ ở sau quyển sách này của chúng ta Là tóm lược của Đại sư Ngẫu Ích Đại sư Ngẫu Ích nói ra những mặt trái Quả báo của thập ác Ngài đều nói Chúng ta nhất định phải biết Thật sự rõ ràng sáng tỏ Chúng ta mới biết cái gì là thiện Cái gì là ác Thiện nhất định phải lợi ích cho xã hội Lợi ích cho chúng sanh Ác là tự tư tự lợi Cho nên tự tư tự lợi là cội gốc của tất cả ác Là cội gốc của tham sân si phải nhổ bỏ cội gốc này Tông môn giáo hạ nhà Phật Đại Đức Tổ Sư dạy chúng ta Tu hành phải tu từ cội gốc Cái gì là cội gốc? Tự tư tự lợi là cội gốc Nhất định phải chuyển ý niệm này trở lại Ta sống ở thế gian này không phải vì ta Vì chúng sanh Vì xã hội Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian Các ngài vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới Tâm này rất rộng lớn Gọi là tâm trầm hư không Lượng khắp pháp giới Đây là thật không phải giả Cho nên phước rất lớn Ngày nay tâm lượng của chúng ta quá nhỏ hẹp Ngày nay chúng ta nói xả mình vì người Vì người nào? Vì chỗ này của chúng ta Điều này quá nhỏ hẹp Vì quốc gia của ta Cũng vẫn không lớn Vì cả toàn thế giới Đây là điều tối thiểu nhất Phải nghĩ cho cả toàn thế giới Thế giới này mới có hòa bình Xã hội mới có an định Chúng sanh trong toàn thế giới Mới có thể chung sống hòa thuận Đối đãi bình đẳng Mới thực sự có hạnh phúc đáng nói Tai họa do con người gây nên Có thể tiêu trừ Có thể tiêu diệt Tôi nói cho quý vị hay Nhân quả không có Mà tai họa của tự nhiên cũng không có Điều này đúng là y báo chuyển theo chánh báo Tâm con người đều hướng thiện sự việc này phải nương vào giáo dục phật pháp là giáo dục phật pháp không phải tôn giáo hiện nay có người không tin tôn giáo không tin tôn giáo nào cả cũng không sao lúc trước tôi giảng kinh thường nói chúng ta ở trong xã hội có người hỏi quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào tôi không tin tôn giáo nào cả điều này không có gì xấu hổ không có gì hổ thẹn nếu không tiếp nhận giáo dục điều này rất khó nói khó nói quá phật pháp là giáo dục không phải tôn giáo tôn giáo quý vị có thể tin có thể không tin nhưng giáo dục quý vị cần phải tiếp nhận Đặc biệt là giáo dục của Phật giáo Không giống với giáo dục bình thường Nó là giáo dục thiết thực nhất Đối với trong đời sống Chúng ta giáo dục có quan hệ rất mật thiết Nó dạy chúng ta sống như thế nào Nói theo kiểu hiện nay Dạy chúng ta làm thế nào để kiếm nhiều tiền Dạy chúng ta làm thế nào để được thông minh dạy chúng ta làm thế nào để khỏe mạnh sống lâu quý vị nói giáo dục này có quan trọng không tất cả quý vị đều không thích làm giàu sao thích thông minh thích khỏe mạnh sống lâu chăng đức phật dạy quý vị những điều này quý vị muốn học không so với điều gì cũng đều thiết thực chúng ta muốn được giàu sang thì phải bố trí tài vật ra sức bố thí Đừng nghĩ rằng Bố thí hết ngày mai ta không có Làm sao đây Đừng nghĩ đến vấn đề này Thật sự quý vị bố thí hết Ngày mai càng có nhiều hơn Nó còn lời hơn nữa Không thể nghĩ bài Chúng ta có bao nhiêu làm bấy nhiêu có thì làm không có thì không làm quý vị nói xem rất tự tại nhưng mỗi ngày có nhiều việc như thế chỉ siêng năng làm cố gắng làm nhất định phải làm gương mẫu cho người khác xem công việc rất vất vả rất khổ cực tâm nhất định phải thanh tịnh không có nặng lòng Chúng ta nhất quyết không suy nghĩ Chúng ta phải làm gì làm gì Không được Thế thì rất vất giả Việc đến duyên chính mùi Tuy nhiên nhưng không phan duyên Làm được như vậy rất tự tại Mình nhất định muốn làm như thế nào Phải làm như thế đó Thế rất vất giả Vậy trong tâm quý vị có gì Điều chúng ta làm trong tâm không có gì trong phật pháp thường nói làm mà không làm không làm mà làm mỗi ngày đều làm rất thiệt tình trong tâm mãi trần không nhiễm đây mới gọi là đại tự tại có chỗ mong cầu mà làm rất dứt giả. tâm còn lo lắng thân còn cực khổ Không chỗ mong cầu mà làm Quý vị được đại tự tại Quý vị được an lạc Đạo lý này nếu ứng dụng vào cuộc sống Cuộc sống được an vui Ứng dụng trong công việc Công việc không những an vui Mà còn rất thuận lợi Năm ngoái tôi ở Kuala Lumpur Tôi dạy cư sĩ Lý Kim Hữu Làm sao dùng đạo lý Phật Pháp áp dụng vào trong khách sạn 6 sao của ông ta. Quý vị có thể hiểu thông suốt, ông chủ của quý vị là Đức Phật, nhân duyên của quý vị là Bồ Tát. Những người đến ở khách sạn quý vị đều là chúng sanh để quý vị độ. Phật không độ người vô duyên. Những người đến ở khách sạn quý vị có duyên với quý vị, quý vị có thể độ họ. Phật Pháp vô biên Bất luận làm nghề nghiệp gì để áp dụng được Bất luận quý vị sống cuộc sống như thế nào Quý vị sống nghèo khổ hay sống giàu sang Tất cả đều có thể áp dụng Quý vị sẽ được an vui thật sự Quý vị sẽ được hạnh phúc thật sự giáo dục rất hay nếu quý vị không học thật đáng tiếc lúc tôi còn trẻ phát tâm làm sự nghiệp này vì thấy được giáo dục phật giáo quá hay trong xã hội không có người biết ta không biết thế nên không làm cũng được nếu biết rồi Ta không giới thiệu cho mọi người Ta có lỗi với mọi người Trước hết Có lỗi với Phật Bồ Tát Thứ hai Có lỗi với Thầy Giáo Thầy Giáo đời đời tương truyền Lúc này truyền đến tay ta Ta biết rõ Ta hiểu Cải thiện vận mạng của mình Ta được sự lợi ích chân thật của Phật Pháp Nếu ta không đem nó giới thiệu cho người khác Ta có lỗi với Phật Tổ Cũng có lỗi với tất cả chúng sanh cho nên sống ở thế gian này không phải vì mình mình không có gì cả sống ở thế gian này chính là đêm phật pháp giới thiệu cho mọi người việc làm như thế rất đơn thuần cho nên cuộc sống rất an vui rất tự tại tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm Quý vị cảm thấy những thứ ở trên thế gian này cái gì cũng dễ thương, dễ thương nhất là tiền bạc. Những thứ này tôi không còn sử dụng nữa. Khoảng hơn 20 năm nay tôi không sử dụng tiền. Một đồng tôi cũng không dùng. Ở trong sự nghiệp của Phật giáo Quan trọng nhất là bồi dưỡng nhân tài Đây là điều quan trọng nhất Đời này chúng ta làm rất tốt Sau khi chết là hết Thế chúng ta có lỗi với chư Phật Bồ Tát Mạnh tử nói Bất hiếu vũ ta Vô hậu di đại Nếu chúng ta không thể truyền lại đời sau Thế vấn đề này của chúng ta rất nghiêm trọng vì thế hiện nay bồi dưỡng nhân tài chính là truyền lại đời sau Đây là việc lớn lao nhất Có người kế thừa Tương lai chúng ta đã đi rất an lạc Chúng ta có người truyền trao Không có người kế thừa Chết không nhắm mắt Như vậy mà được sao Lớp bồi dưỡng chúng tôi tổ chức 3 năm Cũng đạt được một chút thành tích Cũng được sự công nhận của quốc gia Trung Quốc Liên hiệp Phật giáo Trung Quốc Bàn bạc với chúng tôi Chúng tôi hợp tác tổ chức Việc này quá tốt Ngày 15 tháng 10 khai giảng Việc này do Trung Quốc và chúng tôi hợp tác Chúng tôi thâu nhận 30 vị học sinh Có người nói vì sao không nhận nhiều hơn Vì chúng tôi không có nhiều giáo thọ Hiện nay nhận 30 người là vừa Phương pháp dạy học của chúng tôi không giống những trường bình thường Chúng tôi phân ba người một lớp Một vị thầy giáo dạy ba học sinh vì thế họ dẫn 30 vị học sinh đến Chúng tôi mở 10 lớp Chúng tôi phải có 12 vị giáo thọ Có hai vị thầy giáo dự quyết Sợ có vị giáo thọ bị bệnh Hoặc có việc cần đi đâu Chúng tôi liền có giáo thọ đến thay thế Chúng tôi chuẩn bị 12 vị giáo thọ mở 10 lớp Đây là phương pháp dạy không giống với người khác những học sinh ở trong đó Khóa này trong một năm chỉ học một bộ kinh Không được học hai bộ Bộ kinh này phải lên bục giảng Giảng thật tốt Tất cả đều gì muốn phát huy rạng rỡ Sự giáo dục viên mãn trí thiện của Đức Phật Không những cứu người Trung Quốc Cứu người phương Đông Chúng ta cũng phải cứu người phương Tây Người phương Tây có thể tiếp nhận Phật Pháp không? Không sao cả Họ hỏi tôi Phương Tây là quốc gia cơ đốc giáo Dân quả vốn khác với chúng ta Họ hỏi tôi Làm sao giới thiệu Tôi nói rất đơn giản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quá thân của Thượng Đế Vấn đề này không phải đã giải quyết rồi sao Là người một nhà Không phải hai người Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quá thân của Thượng Đế Nói với những người bên phía chúng ta Thượng Đế là quá thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bình đẳng Đây là công bằng Thần Thánh tương yêu người đời Phật lấy từ bi làm gốc Lý niệm căn bản hoàn toàn giống nhau Mục tiêu cũng hoàn toàn giống nhau Nhưng phương pháp không giống nhau Nhân hóa phương Đông, phương Tây không giống nhau Bối cảnh lịch sử không giống nhau Cho nên phương pháp giáo dục có sai khác Lý niệm và mục tiêu căn bản không có sai khác Cho nên tôn giáo trên toàn thế giới có thể kết hợp lại Ngày nay chúng ta làm công việc này Đây mới thực sự gọi là tâm đại bi Tâm đại từ bi Từ bi hai chữ này Hàm nghĩa ở trong Phật giáo Bi là cứu khổ Thấy chúng sanh gặp đau khổ Chúng ta phải cứu họ Từ là ban vui Ở trong ban vui Điều chân thật nhất Là giáo dục điều này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Những người bạn thiên chúa giáo, cơ đốc giáo đến hỏi tôi, tại sao quý vị có nhiều tiền thế? Tôi nói với họ, tôi nói Phật giáo có nhiều tiền hơn quý vị. Đây là điều đương nhiên thọ ngớ người ra tôi nói quý vị mỗi bữa ăn hay bất luận làm việc gì đều cầu xin thượng đế xin thượng đế ban cho xin thượng đế ban cho đó là cứu tế quý vị nương vào sự cứu tế để sống đương nhiên hơi khốn khó nương vào cứu tế cuộc sống có thể vượt qua nhưng không già phật không phải cứu tế chúng tôi phật dạy chúng tôi làm sao để sản xuất chúng tôi có thu nhập cho nên chúng tôi có nhiều tiền hơn quý vị họ nghe rồi họ cảm thấy rất kinh ngạc họ hỏi phật dạy quý vị sản xuất như thế nào bố thí bố thí tiền tài bố thí càng nhiều có càng nhiều cho nhiều có nhiều Quý vị không chịu bố thí Quý vị buộc phải nương vào sự cứu tế Hết cách rồi Bố thí Pháp Những thứ quý vị xuất bản đều bán Hơn nữa phía sau còn in Bản quyền sở hữu Không được tái bản Đương nhiên quý vị sẽ khó khăn Chúng tôi bên đây Không bán Toàn bộ biếu tặng một người có thể lấy được bao nhiêu thì cứ lấy chỉ cần quý vị bưng nổi quý vị cứ bưng chúng tôi nhất quyết không có giới hạn một người chỉ được lấy vài cái không có quý vị có thể lấy bao nhiêu quý vị cứ lấy cho nên chúng tôi làm như thế giàu hơn quý vị họ phê bình chúng ta Quý vị không xây dựng cô nhi viện Không xây dựng viện dưỡng lão Những việc từ thiện này Dường như quý vị làm quá ít Cư sĩ Lý Mọc Nguyên trả lời với họ Đức Phật chúng ta dạy Mỗi ngôi chùa chính là viện dưỡng lão Quý vị đến chỗ cư sĩ làm xem Bao nhiêu người già làm việc trong đó Những người 7-80 tuổi rất nhiều Buổi sáng con cái họ đi làm Chở người lớn tuổi đến chỗ cư sĩ Lâm Chiều tối họ đến đón về Cuộc sống của người già ở chỗ cư sĩ Lâm Người già sống cùng với người già Họ cùng nói chuyện Cảm thấy rất vui Vừa nói chuyện Vừa niệm Phật Vừa nghe kinh Vừa làm việc công đức Họ do gạo Rửa rau Rửa bát ché Làm việc nhân nghĩa Người lớn tuổi của chúng ta rất vui Không giống gì những lão của quý vị Người già mỗi người ngồi trên chiếc ghế Đợi chết <laughs> Thật sự ngồi ăn đợi chết Tôi thấy rất đau lòng Từng đi tham qua viện người già Cho nên chúng tôi hiểu Còn trẻ em Hiện nay chúng tôi ở trong chỗ cư sĩ Lâm Có canh tâm viên, có một lớp trẻ em Hiện nay trẻ em có khoảng 7-800 em Mỗi tuần đi học một lần Chúng tôi dạy luân lý đạo đức Dạy chúng nó cách làm người Cho nên hiện nay những đứa trẻ này Quý vị thấy rất dễ thương Gặp mọi người đều chấp tai niệm Ai Di Đà Phật Rất lễ phép Để Biết hiếu thuận cha mẹ Tôn trọng sư trưởng Chúng tôi đang làm Thực chất đang thực hiện Người bên ngoài không hiểu chúng ta lắm nên nếu chúng ta không xem trọng việc giảng dạy, chúng ta xem trọng, đang cố gắng làm. Tôi tiếp xúc với các tôn giáo, tôi đưa ra một tin tức quan trọng cho họ. Tất cả tôn giáo đều là giáo dục xã hội dân hóa đa nguyên của thần thánh không chỉ phật giáo như thế các tôn giáo của quý vị đều như thế nếu chúng ta chuyển biến mục tiêu này chuyển thành giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên đây là việc tốt điều này đối với xã hội có sự cống hiến cực kỳ lớn hy vọng mọi người bước ra khỏi khuôn mẫu của tôn giáo mình cùng hợp tác với chủng tộc khác nhau các tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới hiện nay giao thông phương tiện tin tức phát triển trái đất đã biến thành thôn trang qua lại rất thân tiếc Nên không cần phân biệt Hai bên hợp tác giúp đỡ nhau Tôn trọng lẫn nhau Thiên tai nhân quả ở trên trái đất Mới có thể tiêu trừ Điều cần yếu phải Từ những vị lãnh đạo tôn giáo Người truyền giáo của các tôn giáo Chúng ta cùng chúng làm Đại bi cứu vật lệnh thanh tịnh Không những giáo đồ của Phật giáo Tất cả tín đồ của tôn giáo Đều phải áp dụng lời dạy này Đều phải có lý niệm này Vì chúng sanh vì xã hội vì nhân dân mà tạo phước không phải vì mình nếu vì mình thì không thể hợp tác bỏ mình vì người làm gì có chuyện không thể hợp tác chứ tôi thường nhắc nhở tín đồ các tôn giáo Phật giáo tín ngưỡng Phật giáo nhất định phải học tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tín ngưỡng Cơ đốc giáo nhất định phải học tập Chúa Giêsu. Tín ngưỡng Hồi giáo nhất định phải học tập Muhammad. Những gì này đều xả mình vì người, không có tâm riêng tư. Họ có thể hợp tác Chúng ta lấy họ làm gương mẫu Nói theo họ Chúng ta có thể hợp tác Lý niệm này rất quan trọng Có rất nhiều người hỏi Cách nghĩ này của tôi từ đâu có Tôi nói với họ Tất cả đều có trong Kinh Hoa Nghiêm Hiện nay Tất cả tư tưởng nói năng Việc làm của chúng ta Đều áp dụng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà thôi Đức Phật dạy chúng ta làm như thế Chúng ta nên siêng năng cố gắng làm Điều này rất đúng Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đoạn này